Đây là chiếc GP cổ của Đức. Với thùng gỗ rất là đẹp. Gỗ dày. Có hoa văn thật của gỗ. Chiếc này thùng dài 80 cm, ngang 32, mặt số 20, với kính rào hình bông hoa. Đây gỗ của nó đây. Chuông bính bon. CP và đây là hai gông đồng bạch. Tiếng chuông rất là đanh, sắc, mạnh mẽ. Đây gỗ đây ạ. Cả vẫn được để nguyên zin. Chiếc này đã được lau dầu cân chỉnh. Gông đồng bạch thường thì nó hiếm hơn là gông đồng vàng, cho nên âm của nó nghe sắc hơn, mạnh và vang hơn. Trong Zalo với số điện thoại 0902 538 753 có nhiều hình ảnh chi tiết của máy và có nhiều sản phẩm và các thương hiệu khác, các loại đồng hồ khác. Mời các bác vào xem ạ. Xin các bác nghe lại chuông một lần nữa để thấy tiếng chuông nó rất là mạnh mẽ.